Tạo hình Ngưu Ma Vương của công chúa Cảnh Sắc trong phim Như Ý Truyện là có thật trong lịch sử. Tạo hình độc đáo và khác lạ của công chúa Cảnh Sắc trong hậu cung Như Ý Truyện không hề hư cấu như nhiều người vẫn nghĩ. Sau khi đi hòa thân, công chúa Cảnh Sắc được hoàng đế Càn Long gọi về cung để tham dự buổi lễ phong hoàng hậu của hoàng quý phi Như Ý. Quả nhiên, nhập gia tùy tục là có thật. Vì phu quân của cô là người Mông Cổ nên cô cũng phải mặc theo phong cách của nhà chồng. Cô xuất hiện với một cái mũ khổng lồ lớn gấp đôi khuôn mặt của mình, khiến nhiều người phải trố mắt ngạc nhiên. Không ít khán giả còn nhận xét tạo hình kiểu đầu của cô, công chúa này không khác gì Ngưu Ma Vương. Những tưởng tạo hình quái lạ này chỉ là sự tưởng tượng, sáng tạo của các nhà tạo mẫu tóc thuộc đoàn làm phim Như Ý Truyện. Nhưng không, trên thực tế, phong cách quần áo và đầu tóc của Cảnh Sắc là hoàn toàn có thật trong lịch sử. Kiểu đầu sừng bò mà chúng ta thường thấy bắt nguồn từ người Khang Kha và người Baga của Mông Cổ. Trong đó thì kiểu đầu của con gái Khang Kha mang đặc điểm của những loài động vật được đem đi cúng tế từ thời xa xưa. Kiểu tóc được tạo dáng giống như sừng bò, thu hút sự chú ý của người nhìn. Phần mũ không chỉ là vật dụng để tránh rét và trang trí, mà nó còn mang ý nghĩa tôn trọng người đối diện. Người Baga thì sống ở vùng thảo nguyên Hulunbuir, xa xôi, nên họ gần như là lưu giữ được phong cách ăn mặc đơn giản từ người Mông Cổ cổ đại. Kiểu đầu được tạo hình vô cùng độc đáo, sử dụng nhiều trang sức bạc để trang trí. Kiểu đầu sừng trâu chổng ngược của Cảnh Sắc giống hệt phụ nữ Mông Cổ ngày xưa, chỉ khác một điều là trong đích công chúa của Càn Long xinh đẹp hơn. Thế mới thấy được Như Ý Truyện chọn trang phục cho từng nhân vật sát với lịch sử như thế nào. Kiểu đầu của Cảnh Sắc công chúa có hình dạng nửa hình tròn, ở giữa có một chiếc mũ nhọn lên và hai bên là những đồ vật trang trí. Trông không được thuận mắt so với góc nhìn của khán giả hiện đại, nhưng trên thực tế, những phụ kiện này đều là mã não quý, ngọc lục bảo, san hô, ngọc trai và các loại đá quý khác. Đối với phụ nữ quý tộc của Mông Cổ, phụ kiện tóc càng lớn càng thể hiện vị trí của họ trong xã hội. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ tuổi thì sẽ có các loại mũ khác nhau. Người Mông Cổ thích trang trí bằng các loại ngọc trang sức như san hô, mã não và ngọc lam nhằm nổi bật bản sắc của họ. Nhìn lại lịch sử hậu cung Thanh Triều, không khó để nhận thấy có rất nhiều phi tử đến từ Mông Cổ đã từng nắm trong tay địa vị hết sức cao quý. Theo thống kê của tờ báo Sohu Trung Quốc, trong tổng cộng 187 hậu phi có danh vị của Đại Thanh, số người thuộc mãn tộc lên tới 136 vị, số người đến từ Mông Cổ có 21 vị, còn cung phi Hán tộc chỉ có vỏn vẹn 9 vị. Không chỉ vậy, vương triều này trước sau có tổng cộng 4 vị hoàng hậu và 13 vị phi đến từ bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm Bộ thuộc thế lực Mông Cổ. Chưa dừng lại ở đó, hầu hết các tần phi này được gả tới Đại Thanh đều sở hữu địa vị không dễ dàng bị lung lay, bởi lẽ ngay tới hoàng đế cũng không muốn gây khó dễ với họ, chứ chưa nói tới các vị phi tần khác. Điều này phần nào do tính cách hào sảng, không thích tranh sủng của những cô gái đến từ các bộ lạc thảo nguyên. Thế nhưng nguyên nhân quan trọng hơn lại đến từ thái độ không thể không nể mặt của các hoàng đế nhà Thanh đối với họ. Mà lý do chủ yếu lại bắt nguồn từ chủ trương mãn Mông liên hôn đã được đặt ra từ thời khai quốc. Phi tần Mông Cổ trong hậu cung nhà Thanh áp đảo cả về số lượng và địa vị. Năm xưa, khi đặt nền móng thành lập Thanh Triều, Thanh Thái Tổ Nổ Nhĩ Cáp Xích từ sớm đã coi trọng việc kết thông gia với các bộ lạc Mông Cổ. Trong giai đoạn tại vị, bản thân ông cũng có tới hơn 10 vị phi tần đến từ thế lực này. Tới thời kỳ Hoàng Thái Cực nắm quyền, số lượng và địa vị của các hậu phi Mông Cổ đã đạt tới đỉnh cao cực thịnh. Không chỉ có 2 hoàng hậu đều đến từ bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm Bộ, mà ngay cả tứ phi cũng mang xuất thân tương tự. So với các hậu phi Mãn Hán khác, những phi tần Mông Cổ này sở hữu địa vị rất được tôn sùng. Trong số đó, nhân vật nổi danh hơn cả chính là thần phi Hải Lan Châu và Hiếu Trang Văn Hoàng hậu. Đến thời kỳ Thuận Trị Đế tại vị, phế hậu của vị vua này cùng Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu cũng có xuất thân từ Mông Cổ. Về sau tới giai đoạn Khang Hy cầm quyền, do vai trò và sức ảnh hưởng của Mông Cổ đã giảm dần, vì vậy số lượng hậu phi Mông Cổ nhập cung cũng không nhiều như trước đó, ngay tới địa vị của họ cũng dần dần bị hạ xuống. Trong thời kỳ tại vị của Càn Long Đế, hậu cung Thanh Triều không chỉ có Dĩnh Quý Phi và Dự Phi xuất thân từ Mông Cổ, mà còn có Thận Tần, Tuân Tần. Vị hoàng đế này tại vị 60 năm, số phi tử có danh phận lên tới 36 vị. Trong đó, các phi tần Mông Cổ chiếm tỷ lệ cũng không phải là ít. Mặc dù càng về cuối thời nhà Thanh, số lượng và địa vị của các hậu phi mang gốc gác Mông Cổ khó có thể so sánh với những giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, hậu cung của vương triều này vẫn ghi nhận không ít các nhân vật nổi tiếng đến từ thế lực nói trên, như Hiếu Tỉnh Thành hoàng hậu là mẹ ruột của cung thân vương, hay Hiếu Kiết Nghị hoàng hậu của Đồng Trị Đế. Động cơ chính trị thâm sâu phía sau sự ưu ái của các hoàng đế Thanh Triều dành cho hậu phi Mông Cổ. Theo nhận định của chuyên trang lịch sử Trung Quốc, việc các hoàng đế nhà Thanh liên tục nạp phi từ Mông Cổ vào hậu cung không bắt nguồn từ việc họ yêu thích phụ nữ của bộ tộc này, mà lại đến từ những động cơ chính trị thâm sâu khác. Vào thời điểm Thanh Triều bắt đầu thành lập, ba thế lực chính trị lớn nhất Trung Hoa vào thời điểm bấy giờ lần lượt là chính phủ nhà Minh, tập đoàn thế lực Mông Cổ và chính quyền Hậu Kim. Trong đó, Mông Cổ và Minh Triều đã đấu đá nhau gần 3 thế kỷ, quan hệ từ sớm đã không có nửa điểm hòa hợp. Lợi dụng sự mâu thuẫn của hai tập đoàn chính trị nói trên, Nổ Nhĩ Cáp Xích đứng đầu Hậu Kim đã liên thủ với Mông Cổ, dồn toàn lực tấn công Minh Triều. Vào thời điểm bấy giờ, do cần khẩn cấp ổn định hậu phương, nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã liên tục tìm cách củng cố mối quan hệ Mãn Mông bằng cách liên hôn với các nữ nhân thuộc các bộ lạc Mông Cổ. Để cho họ làm hậu phi của hoàng đế hoặc các quốc tấn của các hoàng tử, hay có khi là làm vợ của công thân. Tới thời kỳ Hoàng Thái Cực, Thanh Triều đã chính thức được thành lập, hơn nữa còn tiếp tục gia tăng mức độ đả kích đối với Minh Triều. Vào giai đoạn này, tập đoàn chính trị nhà Thanh vẫn liên tục tìm cách để tiếp tục củng cố mối quan hệ với các quý tộc Mông Cổ. Thực tế, những bộ lạc thuộc tập đoàn chính trị này đóng vai trò trọng yếu trong công cuộc lật đổ Minh Triều, bởi lẽ kỵ binh Mông Cổ với sức tấn công cường hãn đã mang tới công dụng trọng yếu trong nhiều cuộc chiến, từ đó tạo dựng được công lao to lớn trong việc giúp nhà Thanh nhập quan và thống nhất. Mãn Thanh làm chủ Trung Nguyên có công không nhỏ của Mông Cổ. Hơn nữa, thế lực này lại nằm ngay ở nơi biên cương, sở hữu vị trí địa lý liền kề, gần cận. Bởi vậy, triều đình nhà Thanh hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ với họ. Và cách thông dụng hữu hiệu hơn cả vào thời bấy giờ chính là liên hôn. Thông qua những đám cưới chính trị, nhà Thanh vừa âm thầm khống chế các bộ lạc Mông Cổ, lại vừa ngấm ngầm điều khiển, chi phối để họ tiếp tục bảo vệ lợi ích cho vương triều của mình. Hơn nữa, việc số lượng hậu phi Mông Cổ gia tăng trong hậu cung Thanh Triều cũng khiến cho bản chất của hình thức liên hôn dần phát sinh biến hóa. Ban đầu là do các bộ lạc Mông Cổ vì muốn có được sự bảo hộ của Mãn tộc nên đem phụ nữ gả cho họ. Về sau thì Mãn tộc muốn mua chuộc Mông Cổ nên tăng cường chủ động nạp phi tần. Trên thực tế, bản thân thế lực Mông Cổ thông qua phương thức liên hôn cũng thu về không ít lợi lộc, từ đó càng thêm trung thành với Thanh Triều và dần trở thành những người bảo vệ biên giới phía Bắc cho vương triều này. Bởi vậy, có thể thấy, việc các hoàng đế nhà Thanh không ngừng nạp phi từ Mông Cổ thực chất không bắt nguồn từ sở thích hay hứng thú, mà chỉ nhằm phục vụ một mục đích chính trị duy nhất, đó chính là lợi dụng thế lực của các bộ lạc Mông Cổ nhằm củng cố sự toàn vẹn và thống nhất lãnh thổ cho đất nước của mình.